Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, thương hiệu hàng hóa Việt Nam càng bộc lộ những bất cập lớn như bị lấn át bởi các thương hiệu nước ngoài ngay trên thị trường nội địa và vẫn tiếp tục phải tham gia thị trường thế giới thông qua trung gian hoặc gia công cho các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, bị đối thủ cạnh tranh xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, khai thác một cách bất lợi trên thị trường thế giới. Vì vậy, việc xây dựng một chương trình ở cấp quốc gia là vừa cấp bách vừa là chiến lược. Ngày 25 tháng 11 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình thương hiệu quốc gia, đồng thời giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành triển khai. Chương trình hướng tới mục đích xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ đa dạng, phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập, tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với các giá trị chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong, tạo niềm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho đất nước và con người Việt Nam, góp phần cuốn hút du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài. Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của chính phủ với cái mục tiêu là quảng bá về đất nước, về thương hiệu sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn. Theo quy định thì cứ 2 năm một lần chúng ta tổ chức bình chọn các doanh nghiệp đạt tiêu chí của chương trình. Chương trình này không phải là một cái giải thưởng về thương hiệu. Thông qua chương trình thương hiệu quốc gia tạo cái tiền đề khởi đầu thuận lợi cho những doanh nghiệp được nhận thương hiệu quốc gia. Và trên cơ sở đó thì doanh nghiệp sẽ phát triển cái sản phẩm của mình, cái hoạt động kinh doanh của mình ở trong nước và nước ngoài. Một hình ảnh quốc gia được ghi nhận tích cực qua các sản phẩm uy tín không những đem lại những lực đẩy vô cùng quan trọng như thu hút đầu tư nước ngoài, tăng số lượng khách du lịch, tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn cuốn hút nhân tài, tạo niềm tự hào cho mỗi công dân. 63 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2014 đều đã được sàng lọc và lựa chọn kỹ lưỡng từ hơn 1.500 doanh nghiệp. Trong 63 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm nay, có đến 23 doanh nghiệp đạt 4 lần, 11 doanh nghiệp đạt 3 lần và 14 doanh nghiệp đạt 2 lần liên tiếp, cũng như có 15 doanh nghiệp được lựa chọn lần đầu. Đây đều là những đơn vị xuất sắc ở các lĩnh vực như cơ khí, máy móc, dệt may, da giày, điện tử, viễn thông, thực phẩm, đồ uống, ngân hàng, v.v. Trên thực tế, những đóng góp của các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2014 vào nền kinh tế Việt Nam là vô cùng to lớn. Tổng doanh thu năm 2013 của 63 doanh nghiệp này đạt gần 150.000 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2012. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ và đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 80.000 tỷ, tăng gần 50% so với năm 2012. Hàng trăm ngàn lao động đã được tạo công ăn việc làm tại 63 doanh nghiệp kể trên. Công tác xã hội và từ thiện cũng đã được các doanh nghiệp này tích cực thực hiện khi đã đóng góp hơn 200 tỷ đồng trong năm 2014. Một cái doanh nghiệp mà bền vững, không chỉ là sản xuất giỏi, không chỉ tham gia tốt vấn đề xã hội và môi trường, một cái doanh nghiệp giỏi còn là một doanh nghiệp giữ được cái tình cảm, giữ được cái sự thiện cảm của nhân dân, của người tiêu dùng với tư cách mà cái logo chúng tôi đã thể hiện là Bia Sài Gòn, niềm tự hào của Việt Nam. Chúng tôi muốn là thương hiệu Bia Sài Gòn sẽ in đậm trong tâm trí người tiêu dùng, sẽ như là một cái sản phẩm để kêu gọi cái lòng yêu nước, cái lòng ái quốc, đặc biệt là thực hiện trực tiếp cái cuộc vận động của Bộ Chính trị người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến nay, chương trình thương hiệu quốc gia đã có những thành công đáng ghi nhận, tập trung vào hai nội dung chính là giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực trong việc xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu, lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam tham gia chương trình. Mỗi quốc gia đều tự hào về giá trị cốt lõi, bản sắc riêng của mình. Xây dựng thương hiệu quốc gia là cách khẳng định với thế giới về bản sắc riêng đó và làm cơ sở định hướng cho sự phát triển bền vững. Xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam là một chiến lược lâu dài, cần phải có sự nhất quán và cam kết của nhà nước và sự đồng thuận của toàn dân. Trong đó lực lượng nòng cốt là cộng đồng doanh nghiệp. Thành công của mỗi sản phẩm từng doanh nghiệp đều góp phần tăng thêm giá trị cho thương hiệu quốc gia Việt Nam và giúp Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế.